Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Trâm Handpen Cuộc Sống ở Hà Lan. Hôm nay gia đình của Trâm sẽ chia sẻ tới tất cả các anh chị và các bạn một món mà ai cũng có thể làm được hết, là món cà tím áp chảo. Bây giờ cùng Trâm làm nha. Cái món này rất là dễ luôn, ai cũng làm được hết á. Thì thành phần bao gồm một trái cà tím. Cà tím này nó rất là to. Một củ cà rốt, hai cái xúc xích, thì các bạn có thể thay cho thịt bằm, nhưng mà thịt bằm thì mình nhớ tao cho nó chín trước, một chút rau mùi và hai cái trứng. Thì cà tím rửa sạch các bạn cách từng khoanh như vậy nè, và hơi dày khoảng cỡ 8 mm hoặc 1 phân gì cũng được. Sau đó là mình dùng muỗng mình lấy cái ruột cà tím ra. Thì các bạn nào mà muốn ăn nhân ở bên trong nhiều á thì lấy cái ruột ra nhiều, còn mà thích ăn cà tím nhiều á thì mình lấy cái ruột ở bên trong ra ít thôi, để cho cái vòng tròn, cái lỗ bên trong nó nhỏ lại. Thì mình cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết khi mà hết một trái cà tím luôn nha. Món này rất là đơn giản và ăn rất là ngon. Xong rồi, bây giờ là mình đã làm xong cà rốt, xúc xích và rau mùi mình đã cắt nhỏ hết như trong hình các bạn đang thấy. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị cái phần trứng trước ha. Hai cái trứng thì mình cho một chút tiêu vào cho nó thơm, một chút hạt nêm, một chút muối vào. Rồi mình đánh cái trứng lên ha, đánh lên cho nó hòa đều ra để mình trộn cho nó dễ. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cà rốt, cho tất cả các nguyên liệu từ từ vô luôn. Màu sắc đẹp chưa? Ăn món này là ăn kèm với cơm, ăn không cũng được, không thành vấn đề gì hết luôn. Trộn lên đủ màu hết, đặc biệt là con nít rất là thích nha. Các bạn làm thử để cho mấy em nhỏ ở nhà ăn, người lớn cũng thích. Món này là làm món nhậu luôn cũng được đó. Giờ mình bắt chảo lên nè, cho dầu vào, mình cho lần lượt cà tím vào ha. Đó. Mình làm một chảo vậy là đúng một trái cà tím luôn. Rồi mình múc cái hỗn hợp trứng hồi nãy mà mình đã trộn á, mình múc vào, mình múc vào bên trong từng cái khoanh cà tím như vậy nè. Mình không có cho bột, tại vì mình không có thích ăn bột nhiều. Rồi mình đậy nắp lại ha, đậy nắp lại cho cà tím nó chín đều. Bây giờ đã xong rồi nè, xong một mặt, mình lật lại cái mặt tiếp theo. Đó, thấy chưa, nó vàng chưa? Cái lớp ở dưới là bắt đầu cà tím nó đã trong rồi đó. Xong rồi, sau khi hai mặt, bây giờ mình cho ra dĩa thôi. Chiên hai mặt rồi. Đó, mình lật lại như MasterChef không các bạn? Ở nhà mình nấu cho vui, thấy ngon nên chia sẻ tới tất cả các anh chị và các bạn. Đó, đã chưa? Một trái cà tím thôi. Cái này mình sẽ ăn kèm với lại tương ớt, tương ngọt, tương cà, hay là tương gì mình muốn chấm cái gì là mình ăn. Nước tương cũng được. Đó, thơm lắm luôn. Thơm, thật là thơm. Món này mà mình làm khai vị là hết ý. Mình thích nhậu với món này lắm luôn á. Đó, bây giờ mình chấm thử nè. Mình sẽ ăn bóc luôn cho nó đã, cầm đũa rồi mệt quá. Đó, ngon quá là ngon luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Trâm Handpen Cuộc Sống ở Hà Lan. Xin chào và hẹn gặp lại.